mẫu chip mèo, chip mèo thằng Tài nha. Đã về và cặp bến số lượng vô cùng lớn luôn. Đây là có một mẫu chip như thế này, chúng ta sẽ thấy nè. Đây là một chip mèo. Loại này thì nó vừa giúp cho chúng ta chắn cái bức xài điện thoại. Nhấn đi, chắn bức xài điện thoại nè. Mà nó vừa mang đến tài lộc may mắn cho mình luôn. Trong cái mùa Tết này thì bao nhiêu cũng không đủ bán nha cả nhà. Đây là chip mèo Hitoki. Rất là tuyệt vời, cả nhà thấy không ạ? Ở đây thì nó sẽ có một cái xoáng tròn này. Cả nhà thấy không? Đó, để cho mà mình nói chung là nó chắn cái bức xạ điện thoại cho mình. Còn cái tác hại của bức xạ điện thoại thì ai cũng biết hết, nhất là nó tác động tới người già, em bé hay là phụ nữ mang thai hay là trẻ sơ sinh, rất là tai hại luôn. Ngay cả những cái người lớn như mình nè, hoặc là những cái người như Phương này, mà mình làm ăn mình nghe điện thoại liên tục, mà nếu mà không có cái này thì chắc là thôi luôn đó cả nhà, rất là đau đầu. Mỗi ngày á, có ai mà đi làm á, sáng đi làm mà tối về cái đầu của mình nó bưng chịu không nổi không? Thì cái đó là do sóng bức xạ điện thoại nha. Ngoài cái việc mà sóng bức xạ điện thoại nó tác hại lên cái điện thoại thì nó còn có ở trên những cái tủ lạnh nè, hoặc là những cái tivi nè, hay là những cái lò vi sóng nè,